Bác sĩ cho em hỏi, thai của em được 19 tuần thì bác sĩ bảo ối ít hơn tuổi thai. Vậy chỉ số bao nhiêu là bình thường ạ? Nên ăn uống như thế nào để cải thiện ạ? Xin mời bác sĩ trả. Cảm ơn câu hỏi của bạn Thu Nguyễn. Ra thì chỉ số ối thì là một cái yếu tố rất là quan trọng để và có rất là nhiều cái tác dụng trong cái quá trình thai kỳ. Thì ối được sinh ra là bởi ba nguồn gốc, là thứ nhất là từ thai, từ màng ối và từ máu của mẹ. Thế thì thông thường thì người ta sẽ đo cái chỉ số ối mà bằng phương pháp là siêu âm, và người ta sẽ đo ở người ta sẽ chia cái tử cung của mẹ ra làm mà người ta sẽ chia làm 4 phần, và cái đường cắt của nó là cái đường cắt ngang qua rốn mẹ. Người ta sẽ đo cái khoảng cách rộng nhất ở của bốn cái góc đó, và người ta tính tổng số cái tổng số cái đường kính mà người đo được. Và bình thường thì người ta gọi là chỉ số ối ở trong trong y học á, người ta gọi là một cái chỉ số AFI. Thì nếu mà người ta tính là dưới 3 cm thì người ta gọi là hết ối, dưới 5 nhỏ hơn hoặc là bằng 5 cm thì người ta gọi là thiểu ối. Còn chỉ số ối bình thường thì sẽ là từ 6 đến 12 cm, từ 12 đến 25 thì sẽ là dư ối, và trên 25 thì sẽ là đa ối. Thì tình trạng ối của một em bé thì nó phụ thuộc vào những cái hoạt động như là hoạt động hấp thụ qua da, hoạt động nuốt của em bé khi thai bắt đầu 20 tuần, hoạt động thấm qua cái niêm mạc hô hấp của phổi, và từ 16 tuần thì là qua hệ thống cơ quan thận tiết niệu. Do đó thì thiểu ối hay đa ối đều có thể là một có thể có những cái không rõ nguyên nhân, nhưng có thể là do những cái bất thường về đường tiêu hóa, bất thường về phổi, bất thường về trong bất những cái dị dạng của em bé. Và có thể cũng có một số nữa là do những cái rối loạn chuyển hóa của mẹ, ví dụ như là mẹ có đái tháo đường thai kỳ. Thế thì trong trường hợp này của bạn thì thai của bạn 19 tuần và bác sĩ bảo ối ít, nhưng mà bạn cũng không còn nói rõ là ối ít là chỉ số bao nhiêu. Hơn nữa là ở thời điểm từ 11 tuần 6 ngày, 13 tuần 6 ngày bạn đã siêu âm để sàng lọc những cái dị tật chưa, cũng đã làm những cái xét nghiệm như là double hay là NIPT để mà xem những cái chẩn đoán những cái sàng lọc những cái bất thường. Cho nên là với trường hợp này thì tôi khuyên là bạn cứ sẽ sau khoảng 2 tuần thì bạn có thể khám và siêu âm lại để xem có dị tật gì không, cái ối có thay đổi hay không. Thế còn thực ra thì như tôi đã nói là ối nó do nguồn gốc là từ thai, từ màng thai và từ máu của mẹ. Và do đó thì cho nên là cái việc mà ăn uống thì gần nó không có bằng chứng khoa học để nói rằng à một người mẹ này uống nhiều nước thì là sẽ nhiều ối lên. Cho nên là tôi nghĩ là trong trường hợp này thì bạn cứ bình tĩnh, chờ thời gian khám lại và chúng ta sẽ xem kết quả theo dõi trong những tuần tới như thế nào.